Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay, chị xin giới thiệu với các em một bức tranh cát mới. Bức tranh cát này hình cây nấm. Và có hai chú thỏ đang cùng chơi với nhau ở trong khu vườn nấm này. Ngoài ra, còn có một chú chim rất là dễ thương nữa. Hôm nay chị Chim xin bị cảm cho nên là nói nó sẽ hơi bị nghẹt một chút xíu nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu bức tranh cát này thôi. Đầu tiên chị sẽ tô chú chim này trước. Và chú chim này thì chị Chim xin sẽ sử dụng một màu cát, đó chính là màu đỏ. Cái mỏ của chú chim sẽ là màu nâu. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tô cái nấm nè. Cái nấm này rất là bự. Những cái khoan này, những cái nấm này thì chị Chim xin sẽ bóc ra và sẽ tô màu trắng. Rồi tiếp theo, chị sẽ tô cái nấm. Cái nấm này chị sẽ sử dụng cát màu cam. Nấm thì có rất nhiều loại nấm với màu sắc khác nhau. Tùy theo ý thích của các em mà các em chọn cho mình một cái loại nấm nào mà các em cảm thấy là thích cái màu sắc của nó. Có thể là đỏ, có thể là hồng, tùy. Ok, đã xong phần cây nấm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tô xuống phía dưới. Là tô cái nhà này. Chúng ta sẽ tô hàng rào trước đi. Chị đang bị sổ mũi, nghẹt mũi cho nên là hít mũi nhiều. Rồi sử dụng cát màu nâu nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tô bên cây nấm. Đầu tiên là tô cái cửa sổ nè. Và cây nấm này nó chính là một ngôi nhà. Ngôi nhà này là nơi trú ngụ của hai chú thỏ. Rồi phần thân nấm thì chị sẽ tô một màu, đó chính là màu da hoặc là màu nâu. Ở đây thì chúng ta đã tô cái hàng rào màu nâu rồi, chị sẽ tô cái phần thân này màu da ha. Ok, đã xong rồi. Chúng ta còn phần phía dưới này nữa nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tô xuống phía dưới nhé. Phía dưới này có thỏ nè, có nấm nhỏ và có cỏ. Chúng ta sẽ tô những cái nấm nhỏ trước, những cái cỏ trước.
cỏ màu xanh nè. Xong, tiếp tục sẽ tô những cái nấm nhỏ nhỏ này nha. Cái đầu tiên tô màu đỏ. Cái nấm tiếp theo tô màu hồng. Cây nấm sẽ sử dụng thân cát nâu. Xong rồi, bây giờ sẽ tô hai chú thỏ dễ thương này nha. Trước tiên là tô mắt nè. Một chú thỏ chị sẽ tô màu hồng và một chú thỏ chị sẽ tô màu khác, hoặc là tô hai chú thỏ màu trắng đều được. Chúng ta sẽ tô một chú màu trắng, một chú màu hồng nhé. Chú thỏ này sẽ tô màu trắng nè. Rồi, chú thỏ này chị tô màu hồng. Ok, đã xong rồi. Giờ chúng ta sẽ tô nền cho bức tranh này nhé. Phần phía trên này chị sẽ tô màu xanh da trời. Chị sẽ chia làm hai phần. Ở dưới này chúng ta sẽ tô màu nâu. Thôi, tại vì ở đây đã có màu nâu rồi, chị nghĩ là chúng ta nên tô một màu khác. Màu xanh của cỏ đi. Coi như đây là phần dưới này là màu cỏ ha. Xong rồi, tiếp theo giờ chị sẽ gỡ cái dây đen ra để tô nền đen nhé.
Chị tô theo yêu cầu của thành viên kênh Chim Xinh Channel nhé. Các bạn nhỏ thấy bức tranh này đẹp thì nhớ like video ủng hộ cho chị Chim Xinh với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này. Đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel nhé và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau. Chào tạm biệt các em.